Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà chúng ta có thể ngâm được gạo lứt nảy mầm. Thông thường thì gạo lứt có thể nảy mầm sau khi chúng ta ngâm ủ trong vòng 22 tiếng. Nếu mà cái gạo lứt đấy vừa sắp vỏ ra và không có chất bảo quản thì cái mầm lên rất là tốt. Còn nếu trong trường hợp gạo lứt đã sát quá khoảng 1 đến 2 tháng thì chúng ta sẽ không đủ lên mầm. Vì vậy mà các bạn có thể hiểu biết được là cái gạo của mình nó chất lượng tốt hay không, ở cái vấn đề là chúng ta có thể ngâm ủ nảy mầm hay không. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị một số thứ. Thứ nhất là chúng ta có cái bát gạo đã ngâm khoảng tầm 6 tiếng. Chúng ta để có một cái túi vải thô như này, chúng ta ngâm. Chúng ta cần một cái thùng xốp, ở trong đấy có một cái bóng đèn. Ở đây tôi sử dụng cái đèn đốt tinh dầu và cố gắng giữ nhiệt độ khoảng 30 độ C. Như thế chúng ta sẽ cho gạo lên mầm. Sau khi chúng ta ngâm cái gạo trong nước ấm trong vòng khoảng 6 tiếng thì chúng ta sẽ có một bát gạo như này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cho gạo vào cái túi. Gạo lứt nếu mà để trong nhiệt độ khoảng tầm 30 độ C trong vòng khoảng 12-16 tiếng thì gạo sẽ lên mầm. Vì vậy thì chúng ta sau khi ngâm nước ấm thì chúng ta cho vào cái túi như này. Chúng ta cho vào một cái thùng xốp, đấy là có một cái nắp đầy. Chúng ta cũng cần cho cái nhiệt độ lên, đây là nhiệt độ 30 độ C. Chúng ta có thể để khoảng 12-16 tiếng. Sau 22 tiếng chúng ta đã có cái gạo lứt nảy mầm, thì chúng ta sẽ lấy gạo lứt này để nấu cơm. Đây chính là thành quả của chúng ta trong vòng 22 tiếng sau khi đã ngâm. Các bạn có thể nhìn thấy là các cái hạt gạo lứt đã được nảy mầm và nó có nhúm một cái đầu mầm như thế này, chúng ta sẽ nấu cơm rất là ngon. Cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại sử dụng gạo lứt nảy mầm trong việc nấu ăn đấy là khi gạo lứt mà được ngâm 22 tiếng và nảy mầm thì lúc đấy cái vị gạo sẽ rất là ngọt và đậm hơn, và các thành phần dinh dưỡng chuyển sang một cái dạng mà nó được có rất là nhiều chất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là chất chống độc và chống độc cho thận, và hàm lượng chất dinh dưỡng tăng gấp 2-3 lần so với gạo lứt mà chưa ngâm. Vì vậy thông thường mà những cái người họ cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, một người ăn chay ăn kiêng, một người ăn bị bệnh thì họ thường hay ngâm ủ gạo nếp mầm.